Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á, mình quay cho bà con xem về cái vườn bơ bút 2 năm tuổi và 3 năm tuổi của anh Ngà ở Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng. Thì vườn bút này trái đậu rất là nhiều và rất là sai. Thì qua đây clip này á, mình công tác là quay thăm vườn và cái thứ hai là hướng dẫn hỗ trợ cho anh về cái cách mà bón phân chăm sóc như thế nào cho nó hiệu quả ở giai đoạn mà trái bằng viên bi này. Thì mình sẽ quay toàn bộ hết cái vườn bơ này, thật sự là trái nó rất là sai và rất là nhiều. Nó đậu tới mức là không thể nào tưởng tượng được luôn. Thì với cái bơ 3 năm tuổi này thì mình cũng chia sẻ với anh là anh nên cắt tỉa bớt trái đi, không nên để trái quá nhiều. Vì nếu để nhiều cái này thì cây bơ của anh sẽ rất là còi và nó sẽ có thể là vàng và sang năm nó sẽ chết đi. Đó là cái mà mình khuyên cho anh á. Cái việc đầu tiên mình khuyên cho anh á thì giai đoạn này thì anh phải tiến hành bón NPK để cho nó kịp luôn. Chứ không bón được phân chuồng kịp nữa vì cái lượng trái rất nhiều, cây nó đã rủ ngọn bung không nổi nữa. Thì anh cũng chia sẻ anh đã bón NPK. Thì qua khi bón NPK xong á thì mình cũng hướng dẫn cho anh là bón phân vi sinh, phân chuồng và phun thuốc côn trùng kích thúc, phun thuốc nấm cuốn và vẫn giữ ẩm cho mình. Thì ở giai đoạn trái bằng cái viên bi này á thì mình ở những vườn khác á là bà con ta không nên bón hóa học liền nha. Thì tùy vườn mình cho bà con cái mức độ bón phân khác nhau. Tại sao mình không cho bà con bón NPK giai đoạn này? Cái thứ nhất, nếu mà con bón NPK giai đoạn này á thì những vườn mà dinh dưỡng nó sung quá, nó phát đọt phát là nó gây ra tình trạng rụng trái liền, thì lúc đó con lại phun thuốc chặn đọt á, thì nó lại tốt. Thì qua đó mình chỉ hướng dẫn mà con là phun cho mình, bón cho mình là vi sinh và phân chuồng hoai mục. Thì phân chuồng hoai mục thì bà con luôn xử lý cho kỹ nha. Và qua ở trên cây á, thì bà con phun bón lá cho mình canxi rồi bón lá nấm bệnh. Quan trọng là hình trạng mà nấm bệnh á, thì gần đây á ở trên cây bơ chúng ta nó gây ra hình trạng là teo quả, đen quả và rụng trái. Thì cái bệnh này nó do nấm gây ra, thì mình khuyên bà con nên phun phòng nấm định kỳ khoảng 7 ngày một lần hoặc một tháng khoảng 2-3 lần gì đó. Bà con phun phòng thì cái giai đoạn này nấm bệnh nó phát triển cũng rất là mạnh. Thì sau giai đoạn này tầm khoảng cỡ 1 tháng hoặc 20 ngày nữa, mình sẽ hướng dẫn cho bà con cái phương thức là phun thuốc hãm ngọn trước khi giai đoạn chuẩn bị nó sẽ đồng loạt rụng sinh lý như mọi năm. Thì cái đó mình sẽ hướng dẫn trước bà con khoảng cỡ 10 đến 15 ngày để bà con chuẩn bị cái công tác mà phun thuốc chặn đọt, thì mình sẽ hướng dẫn tiếp. Thì cái giai đoạn này chủ yếu là mình nói sơ về cái bón phân, cái đó là mình nói với bà con á, thì bà con có thể áp dụng vào luôn. Thì về dòng vi sinh thì ở thị trường giờ cũng rất nhiều dòng vi sinh, thì bà con có thể dự những dòng tốt thì bà con ta bón cho mình. Thì tùy vào cây chúng ta có tỷ lệ bón khác nhau. Thì phân chuồng á, thì một năm bà con bón cho mình 2 đợt, thì mỗi lần bón 1 bao, bón xung quanh tán cũng được để cho cây nó hấp thụ ăn từ từ. Còn ở trên bà con phun cho mình trung vi lượng bón lá thì cây hấp thụ đều hết hai bên á, thì cây sẽ khỏe mạnh hơn. Đó là cái mình nói sơ bà con. Thì clip chính này mình cũng quay hết cho bà con xem về toàn bộ cái quá trình bơ nó đậu trái của anh Ngà, để bà con xem được cái lượng bơ bút ở bên tỉnh Lâm Đồng nó đậu như thế nào. Thì clip trước á, phần 29 mình cũng quay rồi, thì đây mình cũng quay tiếp cho bà con xem thì toàn bộ những vườn này. Rồi ở clip tiếp theo mình sẽ quay thêm bà con xem về bơ hát, bơ rít, bơ binh, bơ đỏ. Nói chung là một số loại bơ mà nông dân ở bên này trồng. Thì thật sự thì mình cũng nói là năm nay cái khí hậu ở bên Lâm Đồng thật sự là nó rất là tốt, rất là thích hợp với cái bơ bút này, nên tỷ lệ đậu trái bên này rất là cao, hầu như đạt hiệu quả là 70-80% là bơ đậu trái mà đậu rất là sai. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video ở bên trái cây theo mùa lắc. Cái này thì mình quay cho bà con xem, thì mình đi từng cây, mình quay còn xem á. Có những cây tuổi đời nó có 2 năm thôi, 3 năm thôi mà đậu trên 100 trái, 200 trái, thì cái sản lượng mà bà con không có cung cấp phân bón kịp thời nó thì nó dễ bị còi cây và rụng trái rất là nhiều. Nên thế mình quay để cho con tham khảo thôi. Còn về cái hình thức mà đẻ trái đó, thì mình cũng đã nhắc nhở rất nhiều bà con rồi, chúng ta không nên ham và đẻ trái nhiều. Còn những cây nào mà nó gần chết đó, thì thôi bà con đẻ trái nhiều cũng được. Để bà con thu hoạch được năm nay rồi sang năm nó chết rồi ta nhổ bỏ hết. Thì đó là đối với những cây lây gốc nha. Đó là mình nói là những cây lây gốc hoặc những cây xì gốc bệnh gần chết thì bà con có thể để được. Còn những cây bơ tơ chúng ta rất khỏe mạnh thì bà con chúng ta phải giữ nó và chăm sóc nó thật là cẩn thận. Thì ở vườn này mình cũng có chia sẻ với anh Ngà là những cây nào mà gần chết thì anh cho ăn trái năm nay luôn và cho nó chết luôn và nhổ bỏ, và có thể trồng
những cái hố sát bên, xử lý phân chuồng đầy đủ và nắm khuẩn đầy đủ hết ở trong. Đó là mình hướng dẫn cho con. Thì công tác mình đi quay vườn này cũng rất là dài nên bà con cứ theo dõi tất cả các video nha. Xin cảm ơn bà con ạ.
Thank you.